Việt Nam vẫn dân chủ rạng ngời anh đô quang vinh, quyết chí hy sinh cho dân nước Nam được thái bình, đem ấm no cho dân ta nên một đời lầm than. Việt Nam tân dân chủ chiều người đồng tâm đi tới, khắp chốn muôn nơi đem tâm huyết tỏ thắm núi sông, xóa bóng đêm đen cho dân có nhân quyền tự do. Hỡi các đại nghĩa sĩ tân dân chủ, hỡi các anh chị em máu thịt Việt Nam, chúng ta do dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh. Đứng ngày nay, tuy cho đến mãi mãi muôn muôn về sau, là màu mỡ cho đất đai, là kết tụ của tính Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi, sống thì phải cho lắm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng thanh. Trân trọng kính mời Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, cùng tất cả quý đại diện trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa, làm lễ chào quốc kỳ quốc ca Việt Nam Cộng hòa. Bắt đầu. Đại quân như lê chào tay chào. Sau đây là phút mặc niệm. Kính mời Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, và quý vị dành một phút để tưởng kính hồn thiêng sông núi, thiêng linh tiền nhân liệt tổ, các anh hùng dựng nước và giữ nước, đặc biệt anh linh các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa và đồng minh. Xin phù trì con cháu Việt Nam đại hồng tiếp tục sự nghiệp lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, phát triển đất nước, và cầu nguyện cho tất cả đồng bào thân nhân đã bỏ mình trên biển cả, trong đường sông, trong ngục tù cộng sản, được siêu thoát vào cõi phúc. Phúc mặc niệm bắt đầu. Sơn biên toàn dân tham chiến, đồng một lòng nước biên yêu hồn, đập tan sông được mạnh đông, gái trai giữ vững non sông muôn đời, sương thịt nắng mỉm cười chín suối, hồn hăng say tiếp nối hy sinh. Chết oai linh lưu vực bất khuất vang danh xa gần, vì tổ quốc vong thân đáng trọng, xác thịt tan danh sông dân thờ, voi hùng chết để cả hồn thiêng xa bay nhưng xa. Tưởng kính gương một liệt sĩ, lặng cúi đầu quyết sẽ noi gương, muôn người dâng nén tâm hương cầu hồn siêu thoát hàng thương dâng chấm dứt. Kính mời Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, vào quý đồng diện an tọa.
Tôi, Đại tá Huỳnh Xuân Yến, trân trọng kính chào Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam. Kính chào toàn thể quý khán thính giả. Trân trọng kính mời Đức Quốc công và quý vị cùng chúng tôi nghiêm trang thành kính dâng lời cầu nguyện. Chúng con là những thành viên đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa. Nguyện xin đấng tối cao, Thượng Đế, Trời Phật, Hồn Thiên Sông Núi, các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước, xin phù hộ độ trì, ban phước lành cho chúng con, xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thuốc họa cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt để cùng với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bên bờ hạnh phúc, vinh quang, trường cửu, mọi nhà được an hưởng thái bình thịnh trị của thời Thượng Nguyên Thánh Đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính, sống thì phải cho lắm liệt, mà thoát cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh, đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tuyên xưng. Lời cầu nguyện đến đây chấm dứt. Chúng tôi trân trọng kính mời Đức Quốc công Tổng thống Đào Minh Quân và quý vị theo dõi chương trình Nhị Thập Bát Tú. Trân trọng. Chúng tôi Đỗ Tuyết trân trọng kính chào Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam. Kính chào quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên đồng nhiệm cùng đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước. Sau đây, chúng tôi kính mời quý đồng bào cùng nghe bài viết từ Văn phòng Thường trực Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Văn phòng Thường trực Lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, P.O. Box 2807 Anaheim, California 92814. Cán bộ Cộng sản Việt Nam cũng triệu tập Quốc hội ngày 5 tháng 9 năm 2022. Kính thưa đồng bào và quý thành viên trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa. Sau khi Quốc hội khóa 1 Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa được triệu tập tại phòng FCC vào thứ Năm lúc 8 giờ tối ngày 1 tháng 9 năm 2022, ngay giờ tại Cali, nhằm vào thứ Sáu lúc 10 giờ sáng ngày 2 tháng 9 năm 2022, ngay giờ tại Việt Nam, theo quyết định số 0011-2022-0823 để thảo luận về đề tài Công đức Trần Triều và Tổng thống Đào Minh Quân, thì bọn cán bộ Cộng sản Việt Nam cũng gấp rút bày trò triệu tập Quốc hội để kỷ niệm ngày 2 tháng 9 là ngày mà tên thổ phỉ Vân Nam Hồ Chí Minh, một gián điệp của Tàu Cộng, đã giả mạo làm người Việt Nam để đọc cái gọi là tuyên ngôn của y tại Ba Đình năm 1945. Bản tuyên ngôn do tên Hồ Chí Minh đọc là hoàn toàn dựa vào bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ được tuyên bố ngày 4 tháng 7, 1776 tại tòa nhà tiểu bang Pennsylvania, nay là Independence Hall ở Philadelphia, Pennsylvania. Sau khi được thông qua bởi cuộc họp của Đệ Nhị Quốc hội Lục Địa Mỹ
bản tuyên ngôn độc lập này được ký bởi các đại diện từ New Hampshire, Vịnh Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland, Delaware, Virginia, Bắc Carolina, Nam Carolina và Georgia. Đây là bản tuyên bố của 13 thuộc địa đầu tiên của Hoa Kỳ trong tình trạng chiến tranh với Vương quốc Liên hiệp Anh, sẽ tự coi mình là 13 quốc gia độc lập có chủ quyền, không còn dưới sự cai trị của người Anh và nước Anh, đã thực hiện bước đầu tiên để hình thành Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ ngày nay. Dựa theo đó, tên Hồ Chí Minh liền ăn cắp nguyên văn, chỉ sửa lại vài chữ để thành bản tuyên ngôn của y. Thủ đoạn đạo văn, ăn cắp, trộm cướp, rồi giả danh nghĩa hiền lương là cốt lõi của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, vì hiện nay người dân Việt Nam đã dần biết có sự hiện diện của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa và Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, nên cái gọi là Quốc hội do Đảng Cộng sản Việt Nam triệu tập chỉ gồm những cán ngốt tham nhũng, thối nát, ngồi châu riêng. Do đó, tên Chủ tịch Quốc hội của Cộng sản Việt Nam Vương Đình Huệ phải bày thêm trò chào mừng năm học mới năm 2022 và 2023 và bàn giao công trình trường Trung học Phổ thông Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An do Tập đoàn Trung Nam chi tiền để có người tham dự cho đông. Không những thế, bọn Cộng sản Việt Nam còn nhờ những chuyên viên để sáp nối hình ảnh các cuộc họp quốc hội trước đây, rồi thêm những biểu ngữ để giả mạo là hình ảnh mới. Dù vậy, đồng bào Việt Nam vẫn còn xa lạ với những tên phó chủ tịch như Trần Thanh Mẫn, Trần Quang Phương, Nguyễn Khắc Định, ngay cả những tên như phó bí thư đảng ủy như Nguyễn Quang Trường hay tổng thư ký kiêm chủ nhiệm văn phòng quốc hội Bùi Văn Cường. Kể cả các ủy viên đảng, đoàn quốc hội, đại diện lãnh đạo ban tổ chức, đảng ủy, khối các cơ quan trung ương như ủy viên ban thường vụ đảng ủy, đảng viên ban chấp hành đảng bộ cơ quan văn phòng quốc hội, bí thư đảng bộ cơ sở, bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ quan, đảng viên các chi bộ thuộc văn phòng quốc hội đều xa lạ với dân chúng. Họ đang chú tâm bàn tán, theo dõi các hoạt động của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa và tiểu sử của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, hậu duệ chính thống của Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo. Điều này cho thấy ngày tàn của chế độ Cộng sản Việt Nam đang được tính từng ngày. Văn phòng thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Cảm ơn quý vị và các bạn đã liên lạc gửi ý kiến đến Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc. Mời quý vị và các bạn tham gia trưng cầu dân ý bằng cách nhấn vào link dưới đây: trưngcầudânýý.us hay www.chinhphuquocgiavietnamlamthoi.trungcầudanýy.com. Trân trọng kính chào. Chúng tôi Đỗ Tuyết trân trọng kính chào Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam. Kính chào quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên, đồng nhiệm cùng đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước. Hôm nay, chúng tôi kính mời quý đồng bào cùng nghe bài viết từ Văn phòng Thường trực Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Văn phòng Thường trực Lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, P.O. Box 2807 Anaheim, California 92814. Tân xuân chân chủ mới về, hình hồ liễn cống bốn bề an vui. Ngày 5 tháng 9 năm 2022, kính thưa đồng bào và quý đồng nhiệm, để chuẩn bị đón Tổng thống Mỹ
đến Việt Nam và cũng để chuẩn bị cho một sự đổi mới. Năm nay, ngày 2 tháng 9, dân chúng không còn chú ý gì đến và Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ tổ chức lễ quốc khánh của chúng một cách tượng trưng, gần như không kèm không trống. Tại sao? Vì sự thật về tên biệt mệnh Hồ Chí Minh đã bị lột trần. Y chỉ là một tên thổ phỉ tại Vân Nam, do Tàu Cộng đưa vào nước ta, giả làm người Việt để cầm đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện âm mưu lấy quỷ đậu nấu đậu, dùng người Việt trị người Việt. Vì vậy, dù cho Tô Lâm và những đàn em tay sai Tàu Cộng ra sức tô son trét phấn, nhưng đa số anh chị em bộ đội còn lại đã nhìn ra Hồ Chí Minh chỉ là hình nộm của giặc Tàu và sẵn sàng để luyện cống hình lộng kiến của y. Hiện nay, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời càng quy tụ thêm được những anh thư hào kiệt đương thời người Việt trên toàn thế giới để chuẩn bị cung thỉnh Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa trở về nước. Tiểu sử trong sáng của Ngài với huyết thống chính thống của hai dòng máu lương tướng, trung thần của Tổ quốc Việt Nam, đủ đánh bại thần tượng giả hiệu Hồ Chí Minh. Tính đến hôm nay, ngày 2 tháng 9 năm 2022, đã có 1.289.721 lượt dân chúng ghi tên tập trung để tiếp đón Ngài tại 3 địa điểm. Thứ nhất, phi trường Tân Sơn Nhất, Sài Gòn. Thứ hai, Dinh Độc Lập, Sài Gòn. Thứ ba, Hải cảng Cam Ranh, Nha Trang. Đặc biệt, đã có 136.311 nhân sĩ và đồng bào yêu nước đã ghi tên tham gia Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Nhân dân Việt Nam đang bừng tỉnh, không để lọt vào bẫy rập của quân thù. Họ đã tự thoát ra những suy luận ấu trĩ, những toan tính chính trị, phe nhóm ngu muội, danh lợi phù phiếm, tự ái hẹp hòi cá nhân, để cùng nhau gắn bó đoàn kết chung quanh Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân, thành một khối vạn thắng, có vạn năng để tự giúp mình, giúp dân, cứu nước, chống lại Tàu Cộng xâm lược và đón bình minh trên quê hương. Từ Huế, Sài Gòn, Hà Nội đến tận Gia Mã Đại giá lạnh, từ Hoa Kỳ đến Thụy Sĩ, từ Pháp Quốc đến Úc Châu hay Na Uy, Hòa Lan, Ý Đại Lợi, Nhật Bản, Hàn Quốc xa xôi cho đến tận Hồng Kông, Đài Loan, Thái Lan, Campuchia, mọi người đang cùng nhau chuyển tải một thông điệp tuyệt vời: nước ta được cứu rồi. Người đó là ai? Ngài thật sự chỉ là một người bình dị, rất chân thành, biết lắng nghe, biết an ủi và chia sẻ, biết đồng cam cộng khổ, biết kết nối những bi thương thành sức mạnh tuyệt vời, biết gom góp những hạt cát, những giọt nước tụ trên nguồn thành yêu thương và hy vọng, để đổ xuống cuốn phăng đi những rác rến tội ác. Ngài là sự kinh hoàng của Cộng đảng đã khiến cho bao nhiêu con buồn chính trị dãy dụa, biết bao tên khoa bản chạy đôn đáo từ đông sang tây, vật vờ, bàn tán, nghe ngóng. Ngài là hiện thân có sự nhẫn nhục, độ lượng, là người được đồng bào bầu lên để lãnh đạo Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, hầu thực hiện lý tưởng lấy lại đất tổ, với cứu cánh, không làm khổ dân, trong chủ trương bỏ cộng còn Việt, bằng đường lối Việt không giết Việt. Ngài đang làm rung động những con tim chân thành, những thiếu phụ khóc thầm trong đêm tối, những chiến sĩ dày dạn phong sương, những người con ưu tú của Tổ quốc Việt Nam. Viết về Ngài, nhắc đến Ngài, chúng tôi cũng đang dạt dào xúc động, con tim bừng sáng và lòng yêu nước trỗi dậy, sục sôi trong huyết quản. Ngài chính là Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, đang được dân quân Việt Nam
thỉnh cầu lên ngôi hoàng đế để triệt tiêu chế độ tà quyền cộng sản tại Việt Nam. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đang đem lại bình minh cho nước Việt. Quốc hội khóa 1 Việt Nam Cộng Hòa đã được triệu tập để sẵn sàng phục vụ toàn dân, thay thế cho cái quốc hội Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa bù nhìn, tham nhũng, thối nát của Cộng sản. Chúng tôi kêu gọi tất cả anh chị em công an, bộ đội, nên thức tỉnh, quay về phía chính nghĩa dân tộc, không nên tiếp tục làm tay sai cho bọn đầu sỏ Cộng sản Việt Nam, tay sai tàu cộng, phản quốc, hại dân. Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ sẽ liên tục đến Việt Nam. Quân lực hùng mạnh của đệ nhất cường quốc trên thế giới và các nước tự do, văn minh cũng đã sẵn sàng để ngăn chặn tàu cộng tại Biển Đông. Nhiều binh đoàn quân đội nhân dân đã quay về với chính nghĩa dân tộc, đang sẵn sàng trợ lực cùng toàn dân ủng hộ Đức Quốc Công. Những trí thức, lao động, thợ thuyền, thanh niên, thiếu nữ, sinh viên học sinh Việt Nam ái quốc, bất khuất, quả cảm và anh hùng, hãy chuẩn bị cờ vàng ba sọc đỏ và chân dung Đức Quốc Công Đào Minh Quân. Khi được báo tin, thì cùng nhau xuống đường chào đón ngài, để mạnh mẽ hiệp lực, hiệp sức với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tan Việt Nam Cộng Hòa, giải thể chế độ tà quyền vô luân, phi pháp Cộng sản Việt Nam, lấy lại đất tổ, lấy lại tất cả những gì thuộc về dân Việt chúng ta. Hãy cùng nhau lật qua trang sử mới vẽ vang cho nội giống hồn Việt một cách êm thấm. Hỡi các đại dũng sĩ tân dân chủ, hỡi các anh chị em máu thịt Việt Nam, chúng ta do dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh. Đứng dậy này truyền cho đến mãi mãi muôn muôn về sau, là màu mỡ cho đất đai, là kết tủ của tinh Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi, sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Mong tất cả quý vị và các bạn hãy ghi nhớ những lời son sắt từ vị lãnh đạo cả kính của chúng ta để noi theo. Chuẩn bị chuyển qua thời Thượng Ngương Thánh Đức, một cuộc đời đời tốt đẹp, hạnh phúc, tự do, no ấm. Đề nghị những nhà ái quốc, nhất là những thành viên nội địa, nên rỉ tai đồng bào rộng khắp và trong điều kiện an toàn, khi nhận được tin tức hay thông báo của chúng tôi, nên mạnh mẽ tiếp tay phổ biến hay chia sẻ cho mọi người để cùng biết đến hoạt động của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tan Việt Nam Cộng Hòa, chứ không chỉ trả lời nhận mà thôi. Trân trọng, Văn phòng Thường trực Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Cảm ơn quý vị và các bạn đã liên lạc gửi ý kiến đến Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc. Mời quý vị và các bạn tham gia trưng cầu dân ý bằng cách nhấn vào link dưới đây: trưng cầu dân ý .us hay www.chinhphuquocgiavietnamlamthoi.trungcauduyenyviettach.com. Trân trọng kính chào. Bài thơ Vận nước. Đường đời lòng gió nước trao giao, dân tâm lòng son chẳng tự. Lòng trúc bạch giang sơn một gánh và hồng đào.
âm của cùng chung sức minh đạo tân dân tổ đình cao. Hổ chi cảnh thành cơ nghiệp tàu toàn dân hiệp lực khởi hoàng khao. Nam Quán, Đào Minh Quân, ngày 16 tháng 2 năm 1991. Chúng tôi trân trọng kính chào Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam, và kính chào toàn thể quý khán thính giả. Chúng tôi kính mời quý vị cùng lắng nghe bài thuyết trình với chủ đề Hành động vụng về ẩn chứa một nhân cách lớn. Sau khi tốt nghiệp sĩ quan khóa 5/71 trường Bộ binh Thủ Đức, ngài Đức Quốc Công Đào Minh Quân được huấn luyện một khóa đặc biệt trước khi về phục vụ tại Bộ Chỉ huy Tiểu khu Quảng Trị, trại Lê Lai. Đó là trường kỹ thuật ở thành phố Huế, một thành phố yên bình, nơi có nét đặc trưng là những cơn mưa dầm dề, như một thuộc tính tự nhiên bất biến. Lúc ngài dẫn toán lính đi tuần qua rất nhiều ngôi chùa, trong đó có một ngôi chùa ở ngay khu rừng, có tên là Từ Hiếu. Giày của ngài và thuộc cấp đều bị dính bùn lầy. Nếu muốn qua được bên kia thì bắt buộc toán lính của ngài phải đi qua khoảng sân rộng lớn của ngôi chùa. Đây là một trong những ngôi cổ tự lớn và là một danh lam có tính văn hóa lịch sử của cố đô Huế. Nếu cả đơn vị đi qua sân chùa, chắc chắn bùn đất sẽ dính dưới nền và bị nhét vào giữa khe những tảng đá lớn được xếp với nhau. Khi nắng lên thì những loại bùn đất sét này sẽ khô cứng lại và càng bám chặt. Ngài Đức Quốc Công vì kính trọng ngôi chùa và vì thương cảm đến các ni cô sẽ khó nhọc, vất vả mỗi khi quét dọn. Nhưng lúc đó ngài lại rất lúng túng vì không biết đi qua sân chùa cách nào. Trong giây phút đó, quý vị biết ngài làm gì không? Ngài cúi xuống tự cởi đôi giày mình đang mang rồi treo trên vai, một hành động được cho là vụng về. Do thân hình của ngài quá gầy guộc, khi treo giày lên vai thì nó cứ tuột xuống, nên ngài phải bắt ngang qua phần vai và cổ của mình. Những thuộc cấp của ngài sau khi nhìn thấy vị trưởng toán của mình hành động như vậy cũng cúi xuống tự động cởi giày mà mình đang mang ra và treo trên vai, rồi lần lượt đi qua sân chùa. Thử nghĩ, trong điều lệnh quân ngũ, có luật nào cho phép những người lính khi ra trận mà cởi giày vắt ngang vai như vậy trong lúc hành quân? Vậy mà ngài Đức Quốc Công chỉ vì thương cảm, nghĩ đến sự vất vả khó nhọc của người khác có thể phải gánh chịu, mà ngài đã hành động một việc vô tiền khoáng hậu. Mặt khác, ngài cũng muốn cả toán đơn vị đi qua sân chùa không gây nhiều tiếng động ảnh hưởng đến các thầy. Chính những suy nghĩ và hành động được cho là vụng về của ngài Đức Quốc Công, chúng ta thấy đã ẩn sâu bên trong một nhân cách lớn, một người luôn vì tha nhân, biết yêu thương, quan tâm đến người khác, và đặc biệt lại rất đức độ qua những việc tưởng chừng như nhỏ nhặt. Sau khi tất cả đi qua, ngài cho đơn vị đóng quân bên này sông Hương Giang thuộc xóm Đào Phủ Cao. Nơi đây đã từng gắn với những chiến tích hào hùng của dân tộc, không chỉ là một biểu tượng mà còn là niềm tự hào của người dân xứ Huế. Sở dĩ ngài Đức Quốc Công cho đơn vị đóng gần sông là để lấy nước được dễ dàng, mặt khác là cách xa chùa, vì ngài không muốn những tiếng nói pha trò của lính, có những từ ngữ không hay sẽ làm phiền chốn tịnh tu. Con người của ngài đức độ và sâu sắc như vậy đấy. Nhờ đó mà ngài đã có cơ duyên được thượng tọa Thích Chân Thức, một vị chân tu đắc đạo, tinh thông mọi điều, biết trước ngày viên tịch của mình chú ý đến, và cho mời ngài vào trong chùa uống trà trò chuyện, rồi cùng đánh cờ. Mục đích vị thượng tọa muốn xem khả năng khai cuộc của ngài thế nào. Vì lúc mới gặp, thượng tọa Thích Chân Thức đã biết ngài tuổi Nhâm Thìn và là người sẽ phải gánh vác một nhiệm vụ rất trọng đại sau này,
là giải thoát dân tộc Việt Nam khỏi gông cùm của loài quỷ đỏ cộng sản. Ngài Đức Quốc Công không chỉ là một người có tình yêu quê hương dân tộc mãnh liệt từ rất sớm, mà Ngài còn là một người đạo đức, lễ độ. Lúc nào Ngài cũng thể hiện sự tôn trọng, kính trên nhường dưới, quý mến, thương yêu của mình đối với tha nhân. Đối với thuộc cấp, Ngài không hề tỏ ra ta đây là thuộc cấp, hống hách với họ, mà luôn cư xử hòa nhã. Vì vậy thuộc cấp của Ngài ngày càng kính trọng và yêu quý Ngài hơn. Còn vị thượng tọa cũng đã nhìn thấy được sự lễ độ nhưng cách lớn qua hành động vụng về của Ngài. Do đó khoảng thời gian đơn vị còn đóng ở đây, Ngài đã được thượng tọa Thích Chân Thức trực tiếp huấn giới, chỉ dạy rất nhiều điều, khuyên Ngài trong mọi việc phải luôn thận trọng, và còn ban pháp danh cho Ngài là Thích Nam Quán. Thử nghĩ, một người có đầy đủ tư cách, nhân cách, sự lễ độ, luôn ban phát tình thương mọi lúc mọi nơi cho tha nhân như vậy, thì có phải là vị lãnh tụ tuyệt vời nhất mà đồng bào đang mong đợi? Nhất định Ngài sẽ đem ấm no, hạnh phúc, an lạc đến cho đồng bào. Vì đó là hoài bão, là ước nguyện, và cũng là sứ mạng mà Thượng Đế Trời Phật giao phó cho Ngài. Nguyện cầu đấng tối cao, Trời Phật, hồn thiên sông núi, gia hộ, ban sức khỏe, bình an đến cho Ngài cùng gia quyến của Ngài và tất cả chúng ta. Xin cho công cuộc lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, sớm thành công viên mãn. Chúng tôi tạm thời kết thúc phần thuyết trình hôm nay và rất mong gặp lại quý vị trong những lần kế tiếp. Kính cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Trân trọng. Tỏa chiếu trên khắp quê hương Việt Nam, trưng cầu dân ý sạch bóng hung nô tham tàn. Chiều chiều người dân hân hoan bầu cho xứng danh, bầu đào minh quân thương dân vì nước quên mình. Đoàn kết chung dựng xây tổ quốc ta kiêu hùng, rồi một ngày mai tương lai Việt Nam sáng tươi, một trời hạnh phúc sống thiên đường giữa thế gian. Tỏa chiếu trên khắp quê hương Việt Nam, trưng cầu dân ý sạch bóng hung nô than tàn. Chiều chiều người dân hân hoan bầu cho xứng danh, bầu đào minh quân thương dân vì nước quên mình. Đoàn kết chung rừng xây tổ quốc ta kiêu hùng, rồi một ngày mai tương lai Việt Nam sáng tươi, một trời hạnh phúc sống thiên đường giữa thế gian. Trưng cầu dân ý bầu đào minh quân, trưng cầu dân ý bầu đào minh quân, trưng cầu dân ý bầu đào minh quân, trưng cầu dân ý bầu đào minh quân. Hãy